Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Rồi chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bộ xe thường thi. Rồi giới thiệu với anh em một cây gân vàng, hay còn gọi là cây gân tàu hú. Cây này thì tầm trung, một người bên nặng tay. Hò trái của gân thì bộ xe thi có những trái màn hình, quý anh em tham khảo thêm. Cây này siêu lúa và cũng được để được xử lý, để được xử lý. Rồi, trước khi nói về chi tiết hơn thì quay kỹ hơn thì mình sẽ thấy nói về thông số. Cây này vì vành bệ là 80, vành cả bệ sát mặt chậu là 80, và vành eo khu này nó tầm khoảng 50. Chiều cao từ mặt chậu đi lên tới ngọn nó tầm khoảng 50, và tán từ tâm đến phủ tán là 60. Chậu này là chậu tròn, đường kính là 38, đường kính 38. Hàng này là một người bê nặng tay nha quý anh em, một người bê nặng tay. Đấy. Cây này thì lúa rinh, thì xử lý và đã xử lý rất là kỹ luôn, nó rất là cứng luôn nha quý anh em, nó không có mục nha, đã xử lý rất kỹ và bôi thuốc, nó không có mục nữa. Đế thì nó sống, cái mặt đế thì nó sống khá đẹp. Đây, toàn diện cây. Quay 24 giờ cho quý anh em xem. Đây. Cây cơ bản là hoàn thiện, chi canh là hoàn thiện nha. Chi canh là hoàn thiện. Đây quý anh em xem nè. Chi canh thì không không còn sử dụng kiểm nữa nha. Dòng gân thì nó cho hoa và trái rất là đẹp. Thì ở đâu cũng có siêu xanh thi cả chèn hoa và trái của cây gân. Quý anh em tham khảo thêm. Những cái cây mà nó dài tàn như thế này thì nó khá là dễ cho hoa trái. Nó ra hoa trái vào mùa hè, nó giống như là cái dòng Hải Châu. Những cái cây bonsai mà khai thác từ núi rừng ở miền Trung thì đa số là những cái cây nó cho hoa trái vào cái mùa hè, nghĩa là mùa nắng nóng. Bồ đế rất đẹp những quý anh em. Cây này là hàng một người bên nặng tay những quý anh em. Cây này của anh em trưng bày chúng ta để trước thềm nhà, chúng ta có một cây này như này dán bay ra, nó sẽ rất là đẹp nha. Giá cả cũng khá là hợp lý. Cây này thì chào giá giao lưu của anh em, giá là 3 triệu bao ship, 3 triệu bao ship cả cây cả chậu. Rất là hợp lý luôn nha của anh em. Nuôi ra được cái bộ dâm như này cũng khá là lâu, khá là kỳ công nha. Nuôi ra cái phần xương như này khá kỳ công, được xử lý rất là kỹ. 3 triệu cho cây này cực kỳ hợp lý luôn. Quý anh em cứ xem hợp ý thì gọi điện trực tiếp các bạn thông qua số Zalo. Mình xem thì có gắn số điện thoại cũng là số Zalo trên màn hình. Cây có bộ lúa rất là đẹp luôn. Quý anh em xem phần lúa này. Một cây gân tàu hú hay còn gọi là cây gân vàng. 3 triệu bao ship.